Một lĩnh vực gì mà làm việc chưa đầy 3 năm đã sở hữu được căn biệt thự biển đẳng cấp 5 sao 39 tỷ. Tin được không mọi người? Mọi người có thắc mắc đó là việc gì không? Nếu chưa tin thì hãy xem hết video này nhé. Đảm bảo bạn sẽ rất bất ngờ vì nó là một sự thật đang hiện hữu trên cuộc đời này tại Việt Nam. Một cơ hội cho những ai đủ duyên, đủ phước và đủ may mắn mới có cơ hội biết tới nó nha mọi người. Và đây là khung cảnh lần lượt 200 người xếp hàng để tiến vào bên trong căn biệt thự mẫu để giải tỏa sự nghi ngờ là biết nay có tặng tài sản mà liệu tài sản đó có xài được không, và căn biệt thự đang dần hoàn thiện để được bàn giao đúng thời hạn. Các chị thấy ở đây có 14 căn biệt thự và đây là 10 căn biệt thự là hàng tổng 24, giá đất ở một căn bên 07 là 38 tỷ là 809 triệu 2 năm 2 ngàn 100 là cho thuê mỗi năm là 2 tỷ 7. Vậy thì toàn bộ cái số tài sản này là do biết nay tập hợp căn biệt thự 07 Đây là chương trình tiêu dùng làm giàu từ tập đoàn Việt Nay, nghe lạ không mọi người? Có bao giờ chúng ta được nghe càng dùng sản phẩm thì lại càng giàu chưa? Và đây là căn biệt thự và 6 căn hộ Cham Resort Long Hải đẳng cấp 5 sao được mua bằng tiền từ Bitnay tặng lại, chỉ vào việc tiêu dùng sản phẩm mà thôi. Đó là một minh chứng cho câu hỏi mà rất nhiều người luôn thắc mắc và cho đó là vô lý. Thì tiền mà Bitnay tặng lại có thiệt không và có xài được không? Điều mà mọi người chưa thật sự tin, nay 200 người đã được chứng kiến tận mắt mình và còn được vào tận nơi tham quan căn biệt thự mẫu. Căn đó chị Bích Thủy tâm với là trong đó còn đây là căn villa. Và lưu ý rằng là tiền này là tiền của Bitnay tặng lại nè. Và đây là công trình đang thi công để sớm hoàn tất dự án đưa vào hoạt động. Trong 24 căn biệt thự biển 5 sao thì căn B07 của chị Lê Ngọc Mỹ là căn có diện tích rộng nhất tại Cham Long Hải. Còn đây là toàn bộ khung cảnh của khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao duy nhất trong lòng Long Hải gần với Vinco. Đúng là Bitnay đem đến cho bất kỳ ai cũng có được một cuộc đời mơ ước dành cho những ai thật sự tin tưởng. Lần lượt các cô chú anh chị từ khắp 63 tỉnh thành đang được xếp hàng để tiến vào bên trong căn biệt thự mẫu để được rửa tầm nhìn của mình. Và đây là lần đầu tiên trong cuộc đời chỉ dùng sản phẩm mà thôi mà được tặng lại quá nhiều tiền, và tiền đó lại được sở hữu bất động sản cao cấp. Khi được tham quan thực tế căn biệt thự, các cô chú anh chị đều vô cùng ngỡ ngàng khi được chứng kiến tận mắt. Tất cả mọi người ai ai cũng không ngờ trên cuộc đời này lại có một cơ hội tưởng chừng chỉ có trong mơ nhưng lại đang hiện hữu thật sự 100%. Qua đây nói lên hai từ niềm tin: tin thì sẽ có, không tin thì sẽ chẳng mất gì, nhưng cũng sẽ chẳng có gì cả. Trước mắt các cô chú anh chị là khung cảnh chung quanh của căn biệt thự. Khi mỗi sáng thức dậy được ngắm nhìn sóng biển rì rào và không gian yên tĩnh trong một khu được mệnh danh là đẳng cấp 5 sao thì cảm giác của chúng ta sẽ như thế nào? Qua đây mới thấy được ông chủ Ricky Bear cho đi quá lớn dành cho tất cả người tiêu dùng nào tin tưởng ông và cộng tác cùng Bitnay đều thực hiện được ước mơ của mình. Cho tới hôm nay đã cộng tác cùng Bitnay 9319 đã hơn 4 năm mà Bích Thủy cũng còn tưởng chừng đó chỉ là giấc mơ. Tuy nhiên giấc mơ đó đã được hiện thực giữa ban ngày và đã giúp thay đổi cuộc sống của hàng trăm ngàn hộ gia đình khắp nơi trên thế giới. Nay tại 9319, cơ hội có một duy nhất trên cuộc đời này, chỉ việc tin dùng sản phẩm đem lại hiệu quả nhanh mà còn nhận về cho mình rất nhiều tài sản có giá trị. Khép lại cuộc hành trình, một dấu ấn khó phai trong ký ức của mỗi người khi được tham quan thực tế. Cho tới hôm nay, cảm giác ấy vẫn còn lâng lâng và hạnh phúc. Và một thông điệp mà đoạn video này muốn gửi đến cho bất kỳ một ai may mắn được xem đến với Bitnay 9319 để được giải mã thế nào là tiêu dùng làm giàu. Chúng ta trao 1% niềm tin thì tại 9319 sẽ trao trả lại cho tất cả mọi người 99% sự hài lòng nhé. Như câu slogan của chủ tịch Ricky Bear: đạp gió rẽ sau, mơ ước vô tận. Welcome tất cả mọi người đến với ngôi nhà chung 9319. I love Bitnay, I love my team, win win 9319.